Xin chào các bạn đã trở lại kênh của Mai Trung Vlog nhé. Nay mình này có mặt ở biển Nghĩa Hưng Nam Định để quay cho các bạn cùng xem mọi người ạ. Nay biển rất là đẹp và nước này rất là trong nhá. Khu vực bên dưới này rất là nhiều con hàu tự nhiên nhá. Mình đi lên cái khu vực chỗ khu kè này, mình quay tất cả cảnh đẹp cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Đây, biển Nghĩa Hưng đây mọi người, ở nước mây trong ấy. Hôm trước mình quay thấy chỗ khu sinh thái nước rất đục này. Cái này nước trong mắt luôn. Đẹp chưa? Biển hôm nay nước trong xanh. Hôm trước mình quay dưới khu sinh thái ấy, nước đục. Đây nước rất là trong và xanh sạch sẽ cho mọi người nhé. Khu vực này trên cách khu sinh thái tầm khoảng 2-3 cây số gì đấy. Khu vực trên này nước rất là trong xanh. Bóng đánh vào bãi đáy rồi. Nước quần rồi. Biển đẹp chưa? Xa kia là Hà Tông. Trên là bờ đê nhé mọi người, bờ đê bên biển. Mặt trời đang nắng chiếu ra ngoài biển. Phong cảnh rất là đẹp. Cái này, ngoài này là biển nhé. Thế rằng bờ kè này có rất nhiều con hàu tự nhiên. Thế là thế này quay tất cả cho mọi người xem. Hôm nay một mình một bãi biển mọi người ạ. Đấy, không có ai đi biển hết trơn, hay giờ còn sớm quá họ chưa đi. Cả bãi biển có mỗi hai bố con. Đây phong cảnh biển Nghĩa Hưng Nam Định mọi người ạ. Đẹp. Nước biển này trong xanh luôn. Hôm trước mình có quay ở dưới khu sinh thái, nhưng mà video của mình có nhiều kiểu cảnh trẻ em quá, YouTube của họ hạn chế về bình luận này nọ, mình phải xóa và cắt bớt những cái đoạn đấy đi, cho nên là video cũng không được hoàn chỉnh cho lắm mọi người ạ. Nay mình có việc đi qua ra ngoài khu biển này, mình sẽ xuống mình quay lại biển cho tất cả mọi người xem. Rất tuyệt vời mọi người ạ. Cái biển rất sạch sẽ trong xanh. Biển sinh thái, khu sinh thái biển Nghĩa Hưng thì đúng mãi đoạn dưới kia mọi người, cách đây 3 cây số nhé. Khu này là ngay chỗ khu công nghiệp Aurora, mình đi ra một độ khoảng mấy trăm mét là đến biển rồi mọi người ạ. Cái biển ở chỗ này rất là sạch thế nhá, thoáng mát ra ngoài biển này, tắm vào chiều buổi chiều mùa hè thì quá tuyệt vời mọi người ạ. Áo biển này, đánh vào bãi ra ngoài như vậy. Đẹp chưa? Ở ngoài kia có cái cọc cảnh báo biển sâu với mọi người, ai tắm này ba khu vực đấy là khu vực nguy hiểm để tắm ở khu vực trong gần bờ này. Phải cọc xa kia nào cọc cảnh báo với mọi người. Trên bờ kè kia có mấy bạn trẻ đang check in chụp ảnh đấy, mình đang định quay này đấy, quay những con hàu tự nhiên nó bám ở những cái cơ bờ kè đấy cho mọi người cùng xem. Đây là hàu biển, hàu biển, hàu tự nhiên bám khê đấy cái bờ kè, các kè bên biển. Biển đẹp nhé. À đằng xa xa kia này có mấy người đang cũng tắm ạ. Mình đa sớm nó có mình một bãi biển mình đấy. Đây có những con hà biển nha mọi người nhé. Rất là nhiều bám này, nhiều bám.
nó là cái đó này, cái nó tươi ở trong. Báo phê bán chảy, cái chảy ở trong là nó có cái ruột của nó, ruột xuất khẩu nhưng mà này. Này có cái cỏ ga mang ra cỏ này, ruột nó bong ra rồi. Đây là những cái bờ kè để cho nước biển nó đỡ ăn nấn vào đất biển đấy mọi người nhé. Phục bê tông nó làm thành cái cạnh rất là to. Đây nhiều chưa mọi người ạ? Nhiều con hà chưa? Nó bám rất nhiều ở những cái bờ kè này nhé mọi người. Bờ kè này ta dựng ở đây để biển nó đỡ đánh vào đất liền đấy mọi người ạ. Rất là đẹp. Cho mình con hàng lau chân quá. Đây mình lên trên khu vực này mình quay cho mọi người một cái hộp này. Con hà nó bám đầy ở trong kia. Cái rất là nhiều cái này. Cái này rất nhiều trong cái dòng đồ con cái. Nhìn những người tụt vào. Thì là tôi tìm kiếm sang từ ta nắm biển. Nắm biển nghĩa thức Nam Định mà mình là khu công nghiệp và Aurora. Đẹp. Cái này có đôi bạn trẻ đang đi check in chụp ảnh. Cô này rất đẹp nha mọi người nhé. Trước mình có quay ở dưới khu sinh thái nhưng ấy đi với một đoàn trẻ con đang video của mình có nhiều trẻ con trong video quá, YouTube họ hạn chế bình luận này nọ các kiểu. Mình khóa bớt những cái phải cái đi mình đăng tải những video nó không được hoàn chỉnh cho lắm. Phải dám lên những cái con hàu này rất là đau chân nếu mà mình nhé, cỏ nó sắc lắm, nó hào tự nhiên đấy. Này có cái gì mà cày nó ra nó cứng lắm. Có cái gì mà cày rất nhiều nha mọi người. Đây hiện tại mình đang đứng ở trên các cái bờ kè nha mọi người nhé. Nổi như thế này rất là nhiều con hà nhưng mà nó sắc lắm mọi người ạ. Đâu mà chết đâu. Nói đứt chân, cỏ con hà rất là sắc. Nhưng ở đây gió rất là đông mọi người ạ. Không biết trong máy quay của mình chắc là có rất là nhiều tiếng gió. Mình quay một vòng tròn cho mọi người cùng xem khu vực biển Nghĩa Hưng nhé. Đẹp nhất, đứng trên này nó cao lắm mọi người. Đứng trên cái đỉnh chỗ khó xếp những cái bờ kè này, khối bê tông làm thành cạnh nó xếp rất là cao, cao mấy mét. Phong cảnh biển Nghĩa Hưng Nam Định đi ra kia đi ra kia rồi có xuống. Sao bên này quay đây, thế này có một cái to chưa này, rồi rất là nhiều cái này.
ai bỏ được. Thì nên mình quay để nó này vui hết cả ké mọi người. Quán Hà rất là nhiều quán Hà nhá. Đây, bom phê đấy luôn. Nhiều chưa? Tại mình đã đến đang đi xuống khu vực dưới để quay cho mọi người cùng xem nhé. Lắm này trên những cái con Hà này nó sâu chân quá. Tại bên này nhiều người đi lại, khu vực ngoài cái ít người đi lại nhưng mà rất nhiều cái bỏ con Hà lắm này rất chân. Nào rồi, tốt thật là nhạc cho mọi người. Đây là bờ kè đáp biển kiểu nó bị nước biển nó ăn mòn, nó ăn vào trong đất liền đấy, người ta mình đổ những khối bê tông này chặn nước biển sóng để đánh vào, chặn sóng biển sóng là hỏng về đi. Khu vực này có rất nhiều các bạn trẻ là check in chụp ảnh ở đây bọn. Phía xa xa là trong nghĩa là bờ đê nhé mọi người nhé. Từ bờ đê xuống đây tầm 100 mét. Mặt trời đang về xế chiều thì vào 5 giờ chiều mọi người ạ. Đây mình sẽ nổi xuống đây mình quay cho mọi người xem rất nhiều cái con Hà nó bám ở những cái bờ kè cho mọi người nhá. Thế là mình sẽ ra mình tắm một cái để đây, khu tí nhà mình đang bơi rớt hết rồi. Bảo là ra chơi tí rồi về thôi, bò ra biển rớt hết rồi. Rất nhiều Hà nhá mọi người nhá. Đây là có cái gì mà cứng cứng mà cầy nó ra là có ruột ở trong. Ôi dồi, cái kiểu chưa? Cái đà cột đang bò ở trong nhiều con đấy, nhiều cái người đấy nó quay đấy là nó ẩn ở trong luôn. Nhiều kinh khủng. Sóng đang đánh vào này, ôi dồi. Nước biển này nó ở trong ta sạch sẽ. Biển đẹp chưa mọi người ơi? Sóng biển ra sao chưa? Biển đẹp chưa? Biển là nghĩa hơn Nam Định mọi người ơi. Có mấy người đi tắm rồi họ về hết rồi. Giờ lại còn có một mình rồi. Sóng biển đứng lên. Sóng biển đạt vào
quá đẹp luôn. Rồi mình đã đi ra ngoài biển rồi mọi người ạ. Nước sóng biển sâu quá. Đi ra đây tắm. Không được chết không? Hôm trước mình quay có nhiều trẻ con trong video, quay dưới trạng thái có nhiều trẻ con trong video quá đó, mình tụt có hạn chế nhiều thứ. Nay mình không quay, mình để cho các bạn chơi tự nhiên thôi, mình sẽ không quay các bạn vào video nữa. Giờ mình sẽ ra mình tắm mọi người ạ, để cho bạn bố con nó chơi ở trong kia. Hôm nay là nó cứ bám theo chân có đi quá. Giờ vực xa xa này mình tắm và quay cho mọi người có xem nhé. Rớt hết quần rồi. Bóng đánh tụt hết quần rồi. Đau quá. Ôi, rớt hết mấy chỗ rồi. Qua rớt hết mấy chỗ. Nó cầm theo mọi người nhá. Ôi, sâu quá. Mát lắm mọi người ơi. À, bây giờ mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.